Làm gì mà sáng sớm mặt nhăn nhó vậy bạn? Toan rồi ông ơi, tình hình là tới 20 tháng 10 rồi mà tôi chưa biết tặng cà rốt cái gì nè. Phải tặng cái gì mà nó thể hiện cái sở thích hobby của bạn đó à, hay là ông tặng một hình Nenodo Damian đi. Rồi đợi tới Valentine tặng thêm em anh nha nữa. Là chuẩn một cặp luôn. Quên nữa, người ta là builder. Cái mô hình này sợ nó không có cắt bắt rồi bấm khớp này kia. Rồi cái bả ngứa tay, lấy kẹp cắt vô một cái. Đi luôn. Muốn ráp chứ gì, 30 phút có liền. Ôi, mô hình chị em 30ms nè. Và thêm cái phụ kiện make up nữa. Đúng là bạn tốt. Nevolia là một nữ ác quỷ bí ẩn lấy cảm hứng từ phương Tây với một vẻ ngoài đầy mê hoặc và tự tin. Cùng tông màu chủ đạo toàn là tím với đủ các sắc độ đậm nhạt khác nhau, từ trang phục nè cho tới vũ khí hay là cả tóc nữa. Nên là những ai mà đam mê màu tím mộng mơ thì chắc chắn sẽ thích mê em này cho mà xem. Nhìn từ runner thì bạn có thể thấy gần như là các chi tiết đều sử dụng màu tím than và tím đậm. Nên khi mà các bác hãy hạn chế cắt sáng để tránh gặp cái tình trạng bị trắng nhựa. Và cũng do là các mô hình 30ms được làm dựa trên tỷ lệ của người thật nên các bác sẽ không to như Gundam được. Cho nên là thời gian lắp ráp cũng rất nhanh, đúng với cái tên 30 Minute Sister. Và cũng như các chị em 30ms khác thì Nevolia cũng có cho mình hai dạng là Normal và Arm Mode. Ở dạng Normal thì Nevolia nhìn rất là lạnh lùng và bí ẩn. Mái tóc của cô nàng thì có độ dài xõa ngang vai và đặc biệt có nhiều khớp để mà mình có thể tinh chỉnh. Ví dụ như cái phần đuôi tóc này, bạn có thể là di chuyển lên xuống được. Hay là hai lọn tóc dài hai bên cũng có thể cử động để mà tụi mình có thể pose dáng mà không cản trở đến cử động của tay và vai. Và vì để tăng độ chân thật cho mô hình nên là các chi tiết đuôi tóc được làm khá nhọn để nhìn sống động hơn. Nên là khi ráp thì các bạn nên cẩn thận một xíu. Còn khi pose dáng thì mình cầm vào các vị trí có bề mặt phẳng để mà tinh chỉnh pose dáng cho tránh bị gãy nha. Ngoài ra thì Nevolia cũng đi kèm đến ba khuôn mặt được in sẵn, gồm là mặc định nè, hay là cười đắc ý và biểu cảm khi bị tấn công. Cách mà tụi mình thay thế thì cũng đơn giản thôi, chỉ cần là tháo cái phần tóc mái này ra và cứ thay vào là được. Các khớp nối thì hoàn toàn tương thích với các khuôn mặt khác của dòng 30ms nên có thể thay thế qua lại dễ dàng. Cái này thì lát nữa tụi mình sẽ nói chi tiết sau nha. Nhìn tổng thể từ trên xuống thì trang phục của Nevolia rất là cầu kỳ và chi tiết. Chẳng hạn như chiếc nơ trên cổ của cô nàng thì có một hình dáng giống như là một con dơi đang dang rộng cánh vậy. Còn kiểu áo thì kết hợp giữa suit toàn thân và áo khoác ngắn, nhìn rất là phong cách và trendy nữa chứ. Và như tụi mình đã đề cập khi nãy thì cái cách phối màu giữa màu tím than kết hợp với tím đậm sẽ tạo nên một cái độ đậm nhạt nhiều sắc thái khác nhau của bộ trang phục. À, ở đây tụi mình còn sử dụng thêm bút marker màu plated silver để mà tô một số chi tiết ở bụng và eo nè. Nói chung một phần là do màu bạc mà kết hợp với màu tím đậm thì nhìn nịnh mắt hơn hẳn. Phần còn lại thì để tụi mình custom với mô hình 30ms Pinatia mà tụi mình sẽ bật mí sau nha. Mà cũng do là được thiết kế một bộ suit toàn thân nên là đùi của Nevolia cũng được bao bọc bởi một chiếc quần tất màu tím. Các cái vòng tím ở đây thì có thể thay thế sang dạng vòng có khớp để mà gắn các phụ kiện khi cần đến ha. Nhờ có cái trục khớp chữ Y ở eo nên là chân có thể đá rất cao. Đầu gối thì có tới tận 2 khớp gập nên gập lại được rất sát. Tuy nhiên thì với tạo hình của một mecha girl nên là tụi mình nghĩ không có nên gập đầu gối sát như thế này khi mà pose dáng, mà chỉ nên để ở mức vừa phải để mà các dáng đứng được tự nhiên hơn. So với các chị em khác như Lirinel hay Sienna ở normal mode thì
phần cổ tay của Nevalia rất là khác biệt luôn, vì được trang bị sẵn một ống tay áo lớn với mảnh giáp to ở trên thay vì thon gọn như hai cô kia. Do là có thêm giáp nên cánh tay được bonus tới tận hai lỗ khớp 30mm luôn, mà cũng do tay áo phồng lên nên khi gắn thêm trang bị thì không có bị cái cảm giác là tay chân nhỏ mà trang bị to oạch. Bàn tay đi kèm thì cũng độc lạ không kém vì có cùng tông màu với tay áo như kiểu Nevalia đang đeo găng tay vậy á, mà cũng rất đa dạng kiểu nữa, như bàn tay nắm chặt, bàn tay xòe ra, bàn tay cầm nắm và bàn tay với ba ngón đưa ra bộ dáng. Mỗi bàn tay thì cũng có khớp gắn riêng để mà hạn chế cái tình trạng lỏng lẻo khi thay thế các kiểu tay với nhau. Và để chuyển sang dạng arm mod thì mình chỉ cần tháo tóc ra, gắn cặp sừng vào, gắn phần giáp ở đầu gối vào nữa. Sau đó là trang bị thêm backpack và đuôi, cầm thêm cây đinh ba nữa là xong. Ở dạng này thì nhìn Nevalia rất là chiến nha. Chiếc sừng ở trên đầu thì nhìn như một cái vương miện nhỏ vậy á. Còn hai mảnh giáp nhỏ thì theo hướng dẫn là gắn ở đùi, nhưng mà với trục khớp 30mm thì mình muốn gắn ở đâu cũng được. Ngoài ra thì backpack cũng có thể tháo rời để mà gắn lên tay tạo thành một chiếc khiên. Còn đuôi thì nhờ sử dụng dây kẽm nên là có thể bẻ cong hay là uốn lượn tùy ý. Cuối cùng là cây đinh ba có thiết kế rất đẹp, nhìn là thấy quyền lực hẳn rồi. Để có thể cầm được thì bạn chỉ cần tháo phần chui ra, xỏ vào bàn tay cầm nắm rồi gắn chui lại là xong. Tất nhiên là bạn cũng sẽ có thêm nhiều lỗ khớp từ lỗ tròn cho tới lỗ dọc trên vũ khí để mà tha hồ độ cho em nó thêm hoành tráng. Rồi, giờ tới chuyên mục Custom. Nếu mà bạn còn nhớ thì tụi mình từng review qua mẫu Spinatia Reaper. Còn không nhớ thì mọi người nhớ xem lại trên kênh nha. Thì em này cũng sở hữu một tông màu tím y chang và được kẻ lằn nữa. Tô màu thì cũng bằng bút Silver Plated nên cả hai em này kết hợp với nhau rất hợp lý luôn. Dễ thấy nhất là backpack của Spinatia kết hợp với Nevalia. Còn cây thương và cây đinh ba thì có cùng một cái chiều dài nên là bạn có thể thay thế qua lại, hoặc là cho một em cầm cả hai luôn, không gặp vấn đề gì cả. Ngoài ra để đổi style thì bạn cũng có thể sắm thêm option hairstyle Vol 8 để mà custom lại. Ví dụ như ở đây tụi mình sử dụng kiểu tóc y chang Nevalia nhưng là màu xanh tím để mà tạo điểm nhấn cho phần đầu, coi như là cho em nó ra salon để nhuộm tóc đi. Đối với món phụ kiện này thì phần hướng dẫn sẽ được in bên trong hộp luôn, nên khi unbox thì bạn nhớ xé theo cái đường cắt ở trên hộp nha, chứ không là tên tên tên. Còn lắp ráp thì cũng tương tự như kiểu tóc mặc định rồi. Ở bên trong set thì còn có các kiểu tóc khác nữa, như là cột hai chùm màu vàng nè, kiểu ngang vai màu nâu nhạt và cả kiểu tóc dài màu navy nữa. Cách kết hợp thì như khi nãy tụi mình đã làm rồi á, nhưng mà lưu ý là các kiểu tóc mà càng dài và càng cầu kỳ thì cũng có các cái khớp để mà tụi mình xoay qua xoay lại tinh chỉnh các cái sợi tóc cho nó tự nhiên hơn, nhưng mà sẽ hơi vướng các cái phụ kiện xung quanh nha, nên khi chọn bạn nhớ chú ý chỗ này nha. Nếu như ba biểu cảm khuôn mặt đi kèm là chưa đủ thì bạn có thể thay thế bằng set option face part. Như tụi mình có ở đây là set 5 color B và set 6 color C. Khi custom bằng các khuôn mặt rồi thì mình cần lưu ý là cái màu da của mẫu 30ms và option face nó phải trùng với nhau, thì bạn có thể tham khảo bằng cách nhìn trên cái vỏ hộp hoặc là sách hướng dẫn. Ví dụ như set số 6 có color là C thì sẽ kết hợp được với các mẫu như là Sienna hay là Lulus, vì có cùng một làn da ngâm và rám nắng. Bên trong hộp thì bạn sẽ có 3 khuôn mặt được in sẵn với 3 biểu cảm khác nhau và một pack để gắn vào phần đầu. À, cái pack này thì ở bên trong các mẫu 30ms đã có sẵn rồi á, nên bạn không cần sử dụng cũng được. Cách kết hợp thì rất đơn giản thôi, bạn chỉ cần tháo phần tóc mái ra, tháo luôn cái khuôn mặt cũ nữa và gắn khuôn mặt mới qua cái lỗ tròn này. Sau đó mình gắn cái phần tóc lại là xong. Còn với set 5 Color B thì có thể kết hợp với Lara Neal hay là Tiasa, vì cả hai em này đều có một làn da trắng hồng. Tuy nhiên thì tụi mình có thể kết hợp thử dị em sinh đôi của Lara Neal và Liri Neal, và kết quả mang lại khá bất ngờ. Mặc dù Liri Neal có color là A nhưng do color B chỉ sáng hơn color A có một tông thôi, nên khi kết hợp với Liri Neal thì màu da cũng không quá bị lệch, gần như là không có sự khác biệt mấy. Còn nếu mà bạn lỡ có mua nhầm cái set color tông mặt da trắng,
body da ngâm thì sao? Thì hết sức bình tĩnh. Bởi vì đây là một nét đẹp on trend. Kem trộn trắng da rất hân hạnh tài trợ chương trình này. À, tôi thấy cái giọng mô hình này hay nha. Ráp vừa nhanh, kết tâm cũng dễ nữa. Tặng cà rốt tôi món này là hết nước chấm lần. Thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Mà mấy bạn builder nữ cực kỳ thích cái dòng này luôn. Ê, tôi thích cái cánh với lại cái đuôi của em này nè. Xong rồi mình đi thêm tí mắc cơ lên đây nữa là đẹp nhất nách luôn. Cảm ơn nha. Cái gì vậy ba? Con Navalia này là của tôi. Ông thích á thì tự mà đi mua cho cà rốt cho ông đi. Bên nào shop mới về con Ilsana có cái Colossae, họ với cái phay này lắm luôn. Cảm ơn các bạn đã xem tới đây. Các bạn thấy cái mô hình này như thế nào? Nhớ comment bên dưới cho nào shop biết với nha. Và các bạn đừng quên like, share và subscribe cho channel của nào shop để đừng bỏ lỡ những video tiếp theo của nào shop nha. Còn bây giờ thì tạm biệt. Tự đi mua đi.